Nhà đất Hồng Sơn mến chào quý khách. Lời đầu video cho Hồng Sơn được chúc quý vị một ngày mới vui vẻ, nhiều sức khỏe, nhiều năng lượng và thành công trong cuộc sống. Buổi chiều tối hôm nay, Hồng Sơn sẽ review giới thiệu cho quý vị một căn nhà mặt tiền đường kinh doanh buôn bán, mở văn phòng đại diện văn phòng công ty. Đây là con đường thông phía trước, đường rộng lên tới 20 mét cả với hè. Một xẹt của con đường DT743 gần vòng xoay An Phú, ngã 6 An Phú. Đường rất là rộng quý vị nhé. Căn nhà hôm nay Hồng Sơn giới thiệu cho quý vị có diện tích chiều ngang 5m, chiều dài 22m, được thiết kế xây dựng như một biệt thự hoàng gia, mặt tiền tân cổ điển và tặng full toàn bộ nội thất trong nhà cho quý vị khi mua về ở căn nhà này. Công năng sử dụng căn nhà này gồm sân đậu xe hơi, phòng khách, phòng bếp, nhà có 4 phòng ngủ, 4 phòng vệ sinh cộng với phòng giặt, phòng thờ, phòng sinh hoạt chung, phòng xông hơi. Đây là khu vực tầng trệt. Phòng khách thì mình để xe hơi ở ngoài, phía trong là khu vực phòng khách, rồi tới phòng bếp và phòng ngủ tầng trệt quý vị nhé. Nhà có phòng ngủ tầng trệt rất là tiện và trần thì được chủ nhà làm trần chỉ thạch cao như trần của một biệt thự mini có đèn chùm rất là đẹp ở trên. Sân đậu xe hơi thì mình để xe 7 chỗ, xe bán tải vô tư quý vị nhé. Bên đây có khu vực kệ tivi và bên đây là khu vực bàn ghế phòng khách có sẵn một bộ bàn ghế gỗ hương đá rồi. Hệ thống cầu thang, tủ bếp và bếp thì được chủ nhà làm gỗ đỏ. Bên đây thì có tủ rượu lớn ở khu vực tầng trệt đây quý vị này. Một căn nhà có tổng diện tích 110m², số Hồng Diên, full thổ cư, mua bán công chứng trong ngày. Đây là bộ bàn ăn 8 ghế bằng gỗ đỏ tự nhiên. Bếp thì được chủ nhà làm hai dàn tủ trên và dưới. Ở trên thì có quạt trần kết hợp với đèn chùm, khu vực trần, khu vực phòng bếp quý vị nhé. Mình cùng di chuyển dưới đây là khu vực phòng ngủ tầng trệt. Đây là phòng ngủ tầng trệt quý vị này. Quý vị đang xem, nhớ đăng ký kênh, ấn chuông để nhận được những thông báo, những video mới nhất mà kênh YouTube Nhà Đất Hồng Sơn review lên nhiều mẫu nhà đẹp Bình Dương cho quý vị xem. Nhà này có địa chỉ tại phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, gần vòng xoay An Phú, ngã 6 An Phú, gần đường DT743 và kế bên là thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Nhà này di chuyển đi thành phố Thủ Đức cũng rất là gần và thuận tiện. Phía cuối đây có giếng trời thông tầng ở đây quý vị nhé. Và ở dưới thì được chủ nhà đắp một bức tranh phù điêu. Chủ nhà sơn mạ đồng khá là đẹp. Và đây là phòng vệ sinh tầng trệt. Tổng nhà này có 4 phòng vệ sinh quý vị nhé. Một căn nhà số Hồng Diên, diện tích 110m² đang được chủ nhà gửi bên Nhà Đất Hồng Sơn chào bán với mức giá 6 tỷ 200 triệu đồng vẫn còn bớt. Quý vị có nhu cầu đi xem, liên hệ với Hồng Sơn theo số điện thoại trên màn hình 0973 114 255. Hẹn gặp Hồng Sơn ở vòng xoay An Phú, ngã 6 An Phú để đi xem trực tiếp căn nhà này. Từ vị trí này mình nhìn ra khu vực sân đậu xe hơi rồi tới phòng khách. Trụ cũng như tay vịn được chủ nhà làm bằng gỗ đỏ và chủ nhà thiết kế cầu thang xoắn ốc như cầu thang của một biệt thự quý vị. Quý vị đang xem để đón những video mới nhất thì quý vị ấn đăng ký kênh cũng như ấn chuông ủng hộ kênh YouTube Nhà Đất Hồng Sơn để mình có động lực review lên nhiều mẫu nhà đẹp cho quý vị xem và tham khảo. Bên tay phải đây thì có một tủ áo ở khu vực phòng ngủ lầu trên và đây là phòng vệ sinh riêng trong phòng ngủ thứ nhất quý vị này. Phòng vệ sinh dùng nội thất cao cấp và bên đây là khu vực phòng ngủ này. Đây quý vị, phòng ngủ thứ hai của căn nhà. Phía sau đây mình có view sân thượng sau cực kỳ đẹp như là quán cà phê, một sân vườn. Mình kê bàn ghế ngồi uống trà, uống cà phê, ngồi thư thái sau những ngày làm việc vất vả. Khu vực này có view cực đẹp luôn quý vị nhé. Một căn nhà 6 tỷ 200 triệu đồng. Quý vị thấy căn nhà này đẹp hay xấu, thiết kế có phù hợp hay không và giá như thế nào? Quý vị để lại comment ở phần bình luận để cho tất cả mọi người cùng xem và tham khảo. Bên đây có kệ ở ngoài và ở đây có phòng xông hơi khô đây quý vị nhé. Đây là phòng xông hơi khô của căn nhà. Lầu này sẽ có một phòng xông hơi, hai phòng ngủ hai bên thì đều có hai phòng vệ sinh riêng trong phòng. Một căn nhà như biệt thự hoàng gia. Bên tay trái mình có một dàn tủ áo quý vị nhé.
Và đây là cái phòng vệ sinh rộng nhất của căn nhà này. Nội thất từ bồn cầu, chậu rửa, bồn tắm nằm được chủ nhà đề co đầy đủ hết trong cái phòng vệ sinh lớn này quý vị này. Chủ nhà sử dụng nội thất cao cấp. Căn nhà này là phân khúc cao cấp nên sử dụng nội thất tất cả đều là cao cấp quý vị nhé. Từ đồ điện cho tới đồ dùng. Hệ thống điện thì được chủ nhà đi Panasonic hết quý vị. Phía trước là ban công của cái phòng ngủ phía trước. Ban công thì được chủ nhà làm sắt mỹ thuật ở đây quý vị. Và nội thất từ bàn đêm, giường, tủ áo, bàn trang điểm, bàn phấn đều được chủ nhà đề co đầy đủ hết. Ở trần thì được chủ nhà thiết kế một đèn chùm đẹp nữa trong cái phòng ngủ thứ ba này. Quý vị đang có nhu cầu cần mua, cần bán bất động sản tỉnh Bình Dương, khu vực như thành phố Di An hoặc là thành phố Thuận An, thành phố Tân Uyên hoặc thành phố Thủ Dầu Một hoặc là thành phố Thủ Đức, đang có nhu cầu cần mua, cần bán thì liên hệ với nhà đất Hồng Sơn theo số điện thoại trên màn hình để trao đổi trực tiếp. Hồng Sơn nhận review mua bán ký gửi các khu vực trên quý vị nhé. Đây là phòng vệ sinh thứ tư của căn nhà. Phòng vệ sinh ở lầu trên cùng đây quý vị. Dùng nội thất cao cấp. Và phía sau đây là sân thượng sau. Mình kê máy giặt phơi đồ ở đây. Và ở đây thì có thang bộ lên trên đó quý vị này. Thang đúc lên sân thượng để mình kiểm tra hệ thống nóng lạnh năng lượng mặt trời. Khu vực giếng trời cầu thang được chủ nhà làm hình thoi ở đây cũng khá là đẹp luôn quý vị. Kế khu vực ở dưới là một phòng sinh hoạt chung. Phòng này thì mình có thể kê bàn ghế học tập, phòng chơi đàn hoặc là bàn làm việc. Kế bên là phòng ngủ thứ tư. Phòng ngủ thứ tư thì không có nội thất quý vị nhé. Một căn nhà có đầy đủ công năng từ sân đậu xe hơi rồi tới phòng khách, phòng bếp rộng rãi, có phòng ngủ tầng trệt và có thêm phòng sinh hoạt chung cũng như là phòng xông hơi. Và đây là phòng thờ rộng rãi phía trước của căn nhà này. Một căn nhà tọa lạc tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương với mức giá 6 tỷ 200 triệu đồng. Quý vị thấy căn nhà này như thế nào? Vui lòng để lại comment ở phần bình luận để cho cả nhà cùng xem. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video.